Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối mùng 7 tháng 8, Bộ Công an thông tin về vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội, King Club liên quan đến cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Dũng, nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức. Theo đó, Ngày 22 tháng 6, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club ở khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Ngày 24 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với 5 người gồm Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Cho Chun Khun, quốc tịch Hàn Quốc, Choi Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc, Sim Ho Hee, quốc tịch Hàn Quốc, quản lý tại King Club. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam 8 người khác về tội đánh bạc. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc đối với cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Dũng và Trương Xuân Danh, sinh năm 1976, trú quận Ba Đình Hà Nội. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Kim Đồng, sinh năm 1969, trú quận Đống Đa Hà Nội. Ngày mùng 5 tháng 8, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức nguyên bí thư thành ủy hòa bình về tội đánh bạc nhà chức trách đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật